Tổng thống Macron có thể khiến Pháp rút khỏi EU. Lính Pháp đang được NATO đưa qua Biển Đen để tới Ukraine. Hàng trăm nghìn người Israel biểu tình yêu cầu giải tán chính phủ. Ông Trump tuyên bố đã tìm được phó tổng thống. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Trả lời phỏng vấn Telegraph hôm 22 tháng 6, trường đoàn đàm phán Brexit của EU và cũng là cựu ngoại trưởng Pháp, Michel Barnier cho rằng Tổng thống Emmanuel Macron đang đẩy nước Pháp đến kịch bản rút khỏi EU hay Brexit. Ông nói, tôi rất tiếc rằng ở đất nước của tôi, lời cảnh báo này đã không được lắng nghe. Về vấn đề di cư, về an ninh, về thẩm quyền của nhà nước, cũng như sự tôn trọng và phát triển của những vùng nghèo nhất đất nước. Ông Barnier cho biết, Trước đây ông từng cảnh báo các nước có thể lần lượt rút khỏi EU nếu không rút ra bài học từ Brexit. Tuy vậy ông cho rằng nếu tổng thống Macron không bận tâm đến cảnh báo của ông, ông nhấn mạnh quyết định của tổng thống Macron giải tán quốc hội nước này và tổ chức bầu cử sớm có thể khiến Pháp rời liên minh. Bà Hanier cho rằng hy vọng của ông Macron đánh bại đảng tập hợp quốc gia cực hữu trong cuộc bầu cử sắp tới rất rủi ro. Ông Bahanie phân tích, nếu liên minh tự do của ông phải chịu một thất bại khác ông sẽ buộc phải bổ nhiệm thủ tướng từ một đảng khác theo thỏa thuận được gọi là chung sống và khiến ông có rất ít quyền lực đối với các vấn đề đối nội trong các năm tới. Ông nói, chúng ta phải hết sức cẩn thận về những gì có thể sắp xảy ra ở Pháp, chẳng hạn như việc bà Le Pen đắc cử hay việc phe cực hữu giành được thế đa số mới. Lực lượng đặc biệt của Mỹ được cho là đã hợp tác với lưu đoàn Azov khét tiếng bất chấp lệnh cấm của Bộ Ngoại giao. Theo một bức ảnh được chỉ huy Azov chia sẻ hồi đầu năm nay, các giảng viên người Mỹ đang huấn luyện các thành viên của lữ đoàn Azov vài tháng trước khi Bộ Ngoại giao Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm hỗ trợ quân sự cho đơn vị này. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao thông báo rằng sau khi xem xét kỹ lưỡng, họ đã xác định rằng lữ đoàn Azov không liên quan đến bất kỳ vi phạm nhân quyền nào và sẽ đủ điều kiện nhận viện trợ quân sự của Mỹ. Tuy nhiên, một bức ảnh được đăng lên tài khoản mạng xã hội của lữ đoàn vào tháng 3 cho thấy chỉ huy đơn vị Andrei Ihatiuk nhận được chứng chỉ sau khi người của ông hoàn thành khóa huấn luyện do Bộ Tư lệnh Tác chiến đặc biệt Mỹ tại châu Âu tổ chức. Giấy chứng nhận do một người lính Mỹ trao cho Ihatiuk có đề tháng 12 năm 2023. Chú thích bên dưới bức ảnh giải thích rằng khóa học tập trung vào hợp tác dân sự quân sự và còn có sự tham gia của các giảng viên từ các quốc gia châu Âu khác. Bức ảnh thứ hai cho thấy một nhóm lớn có vẻ là quân đội Mỹ, Ba Lan và Ukraine cầm quốc kỳ của nhau cùng với lá cờ của lữ đoàn Azov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 6 cho biết lực lượng vũ trang nước này đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine có liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng. Thông báo nêu rõ, để đáp trả những nỗ lực của Kiev trong việc tấn công các cơ sở năng lượng của Nga, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không và trên biển, cũng như máy bay không người lái, Quân đội Nga lưu ý rằng cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng của Ukraine, hỗ trợ hoạt động của tổ hợp công nghiệp quân sự cũng như kho chứa đạn dược và vũ khí do các nước phương Tây cung cấp. Cùng ngày, một xe chiến đấu bọc thép Senator của Canada do lực lượng vũ trang Ukraine vận hành đã bị phá hủy trên chiến trường lần đầu tiên. Cụm quân Zapat đã giành được nhiều vị trí thuận lợi hơn, đẩy lùi hai cuộc phản công, phá hủy kho đạn dược trong 24 giờ qua. Mạng xã hội nga gần đây đã lan truyền một đoạn video về chiếc xe bọc thép ukraine phát nổ trên mặt trận chasovya. Theo rt, máy bay trinh sát không người lái của nga đã ghi lại hình ảnh một chiếc xe bọc thép của ukraine bị phá hủy khi vận chuyển một đơn vị bộ binh đến các vị trí chiến đấu gần thị trấn chasovya thuộc vùng donetsk. Báo cáo ban đầu cho biết đây là chiếc Kozak 7 APC do ukraine thiết kế dựa trên khung gầm ford super. Phương tiện này dường như đã trúng phải miền chống tăng. Chasovia được coi là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine, thị trấn nằm cách Bakhmut 10 km về phía Tây. Được biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Bakhmut vào tháng 5 năm 2023. Nếu ca kiểm soát hoàn toàn, khu vực này sẽ mở ra con đường tới thành phố còn lại ở Donbass là kramatorsk slaviansk Konstantinovka. Trong những tháng gần đây khi cuộc xung đột diễn ra ngày càng căng thẳng, số lượng lính đánh thuê nước ngoài đến Ukraine tham chiến đã tăng đáng kể. Sự xuất hiện gần đây của một nhóm lính đánh thuê Pháp ở Odessa đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả chính quyền Ukraine lẫn các nhà hoạt động thân Nga. Có thông tin cho biết, lính đánh thuê Pháp đã đến Odessa từ Romania. Lộ trình của họ đi qua thị trấn nhỏ Dreni, từ đó xuôi dòng sông Danube đến Izmail rồi tới Odessa. Theo ghi nhận, ở Izumayu và Reni còn có tình nguyện viên người Romani với số lượng từ 300 đến 500 người. Họ sống trong những khách sạn hoặc các tòa nhà gần cảng. Những người này cũng đang được nhanh chóng đưa đến Ukraine. Việc đưa binh sĩ Pháp tới Odessa diễn ra hết sức thuận lợi. Những người lính này được bố trí trong những căn hộ cho thuê, ẩn nấp giữa những tòa nhà dân cư để che giấu tung tích. Lính đánh thuê Pháp, xe theo hành vi và kỷ luật nghiêm ngặt của họ, quả thực có thể đến từ quân đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, số lượng và mục đích cụ thể của họ vẫn chưa rõ ràng. Để bảo vệ thành phố trong trường hợp quân đội Nga tấn công, số lượng như vậy rõ ràng là không đủ. Nhiều khả năng đây là những nhân viên kỹ thuật hoặc là người hướng dẫn, chịu trách nhiệm đào tạo binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Ukraine. Theo điều phối viên của lực lượng ngầm tại Nikolaev, ông Sergei Lebedev, những người Pháp nói trên là một nhóm linh đánh thuê bình thường khác từ quân đoàn nước ngoài chứ không phải quân NATO. Ông Sergei nói thêm, một nhóm người Pháp khác đang ở vùng khắc cốp thuộc làng Lipsti, nơi đang diễn ra giao tranh ác liệt. Ở Lipsti có một khu huấn luyện, nơi binh sĩ Pháp đào tạo quân nhân Ukraine làm việc với vũ khí phương Tây. Hai người đàn ông mang hộ chiếu Moldova đã bị bắt đêm 20 tháng 6, dạng sáng 21 tháng 6 tại thủ đô Paris, sau khi vẽ sáu hình quan tài màu đỏ và dòng chữ Hãy chấm dứt cái chết, Maria, Ukraine, trên bức tường mặt tiền trụ sở tờ báo canh hữu, Lufi Diago. Miria có nghĩa là giấc mơ trong tiếng Ukraine. Công tố viên Pháp ngày 22 tháng 6 cáo buộc hai người Moldova phá hoại tài sản và nỗ lực làm suy yếu tinh thần quân đội để gây tổn hại đến quốc phòng trong thời bình. Nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hai người Moldova khai họ được trả hơn 100 đô la Mỹ để vẽ hình quan tài. Đây được cho là hành động mới nhất trong nỗ lực phản đối ý tưởng gửi quân Pháp tới Ukraine của Tổng thống Emmanuel Macron. Các quan chức Pháp đã nhiều lần cảnh báo nguy cơ thông tin sai lệch và các nỗ lực khác của Nga nhằm làm suy yếu ủng hộ của Pháp dành cho Ukraine. Ngày 20 tháng 6, 6 hình quan tài tương tự cũng được phát hiện trên mặt tiền trụ sở hãng thông tấn AFP ở trung tâm thủ đô Paris, cách không xa văn phòng báo Luffy Diago. Giới chức Pháp đang điều tra những bức vé máy bay chiến đấu MRAC của Pháp dưới dạng quan tài cùng dòng chữ MRAC cho Ukraine ở ba quận thủ đô Paris ngày 18 tháng 6. Hình ảnh tương tự cũng xuất hiện trên tường tòa nhà AFP một ngày trước đó. Tiêm kích Su-35 của Nga đã suýt va chạm với UAV MQ-9 Reaper của Mỹ trên bầu trời Syria. Hãng tin TASS dẫn lời Thiếu tướng Yuri Popov của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga thông báo cho biết, sự việc nguy hiểm xảy ra vào ngày 21 tháng 6 trong khoảng thời gian từ 12 giờ 33 phút đến 12 giờ 46 phút theo giờ địa phương ở tỉnh Homs của Syria, từ độ cao từ 7.000 đến 8.000 mét. Ba UAV trinh sát tấn công MQ-9 Reaper của Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã áp sát một cách nguy hiểm một chiến đấu cơ Su-35 của Nga. Ông Popov nhấn mạnh rằng chuyến bay của Su-35 Nga được chính phủ Syria cho phép, Ông đồng thời khen ngợi phi công Nga, người được giấu tên, đã hành động chuyên nghiệp và thực hiện các biện pháp kịp thời trước va chạm. Ngoài ra, Thiếu tướng Popov cũng lưu ý rằng, trong cùng ngày có 12 vụ vi phạm của hai cặp máy bay chiến đấu F-15, một cặp ti phong và ba cặp máy bay tấn công A-10 của Mỹ. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm qua 22 tháng 6 cáo buộc Mỹ đang cố gắng hạn chế hoạt động của các nhà ngoại giao Nga. Đại sứ Nga cho biết... Mỹ sẽ đóng cửa cả hai văn phòng của trung tâm thị thực Nga tại Mỹ và tước quyền miễn thuế của các nhà ngoại giao Nga. Theo ông Antonov, Mỹ đã thông báo cho đại sứ quán Nga về việc trung tâm thị thực sắp phải đóng cửa, đồng thời không đưa ra bất kỳ lý do nào cho hành động trên. Trung tâm tiếp nhận thị thực Nga hoạt động tại Washington DC và New York, hỗ trợ những người muốn xin giấy phép đến Nga, chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và nộp cho các văn phòng lãnh sự Nga. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ đối với phát ngôn của ông Antonov. Cảnh sát Tây Ban Nha tuyên bố vừa triệt phá và bắt giữ một nhóm tội phạm chuyên buôn bán phụ nữ để bóc lột tình dục. Đáng chú ý, hầu hết nạn nhân là phụ nữ Ukraine. Nhóm này gồm một công dân Tây Ban Nha và hai công dân đến từ Nga cũng như Ukraine. Hiện tại, 14 nạn nhân đã được xác định danh tính theo Europol. Điều biết, những kẻ buôn bán phụ nữ bị bắt thường tìm kiếm các nạn nhân qua Internet và tự giới thiệu là người quản lý của các cơ quan môi giới việc làm. Họ giới thiệu với các nạn nhân một số công việc như tiếp viên và dọn dẹp ở châu Âu với mức lương cao, có giấy phép lao động và các giấy tờ hợp pháp khác. Nhóm buôn bán phụ nữ này hoạt động từ năm 2020, chủ yếu tuyển dụng trực tuyến. Tuy nhiên, đây chỉ là mánh khóe của các nghi phạm dùng để lừa những phụ nữ nhẹ dạ cả tin, dễ bị tổn thương khi Ukraine đang có chiến tranh. Sau khi các nạn nhân đến Tây Ban Nha bằng thị thực du lịch, những kẻ buôn bán phụ nữ đã ép các nạn nhân làm gái mại dâm, cung cấp dịch vụ tình dục trong các hộp đêm, bao gồm một hộp đêm ở Ameria, một thành phố ở miền nam Tây Ban Nha. Được biết, một số lượng đáng kể nạn nhân là người Ukraine, một số nạn nhân khác là phụ nữ Belarus. Hôm 22 tháng 6, khoảng 150.000 người Israel tuần hành ở Tel Aviv chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Netanyahu và yêu cầu tổ chức bầu cử mới dòng người biểu tình với cờ israel và khô vang khẩu hiệu phản đối chính phủ của thủ tướng benjamin netanyahu khi kéo về đại lộ chính ở thủ đô tel aviv nhiều người còn cầm theo biểu ngữ có dòng chữ thủ tướng tội phạm và dừng chiến tranh một số khác nằm trên mặt đất phủ đầy sơn đỏ tại quảng trường dân chủ để phản đối những gì họ cho là cái chết của nền dân chủ ở israel dưới thời thủ tướng netanyahu phát biểu trước đám đông biểu tình cựu giám đốc cơ quan an ninh nội địa của israel Yuva Niskin chỉ trích ông Netanyahu là thủ tướng tệ nhất của quốc gia này. Nhiều người cũng bày tỏ thất vọng với liên minh cánh hữu của Israel, trong đó có Bộ trưởng An ninh Itamar ben và nhiều người theo chủ nghĩa dân tộc cực hữu. Họ cáo buộc liên minh kéo dài cuộc chiến ở Gaza gây nguy hiểm cho an ninh đất nước và tính mạng của các con tin bị Hamas giữ. Tổng thống Trump nói với các phóng viên hôm 22 tháng 6 rằng ông đã quyết định ai sẽ liên danh tranh cử cùng mình vào tháng 11, nhưng ông vẫn chưa tiết lộ cụ thể danh tính của người này. Trả lời NBC News, trước cuộc vận động tranh cử ở Philadelphia, ông Trump nói rằng ông đã có quyết định về việc lựa chọn ứng viên phó tổng thống. "Trong tâm trí tôi thì đúng vậy", ông Trump trả lời khi được hỏi liệu ông đã quyết định chưa. Khi được hỏi liệu người được ông lựa chọn đã biết điều đó hay chưa, ông Trump nói, "Không, không ai biết cả." Quá trình lựa chọn phó tướng của ông Trump đã nóng lên trong những tuần gần đây khi một số ứng cử viên nhận được tài liệu kiểm tra từ chiến dịch tranh cử. Ông Trump cho biết ông có thể công bố lựa chọn của mình tại Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng Hòa ở Milwaukee vào tháng tới. Các nguồn thảo tin nói với The Hill rằng các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí này là thống đốc Bắc Dakota, ông Doug Burgum, thượng nghị sĩ James David Vance và thượng nghị sĩ Marco Rubio. Ông Trump từng khen ngợi những nhân vật này trong quá khứ, dù ông cho rằng việc ứng viên phó tổng thống là ai có thể không tác động nhiều tới cục diện bầu cử. Thụy Sĩ đang phải đối mặt với vấn đề biến đổi khí hậu. Mưa lớn gây lũ lụt ở phía đông nam đất nước khiến chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu hàng trăm người đi sơ tán. Theo thông tin từ phía cảnh sát bang Graubünden, công bố ngày hôm qua 22 tháng 6, lũ lụt dẫn đến nhiều vụ sạt lở cuốn trôi hàng loạt ngôi nhà, khiến bốn người bị mất tích. Đến sáng ngày hôm nay, cảnh sát cho biết đã tìm thấy một người phụ nữ dưới lớp đất đá. Nạn nhân đã được chuyển đến bệnh viện gần nhất để chăm sóc. Chính phủ Thụy Sĩ đã đưa ra cảnh báo lũ lụt cấp 4 trên 5 với nhiều con sông lớn của đất nước, như sông Vispa hay sông Goner. Lực lượng chức năng đã ra lệnh cấm người dân đến gần các khu vực này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng trên kênh youtube Thế giới nghiêng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!